Khai báo biến có gì lạ không? Mình đã từng khai báo rồi, cho nên phần này chúng ta bỏ qua. Chỉ có thêm là nếu như kiểu long thì bạn thêm chữ l, kiểu plot bạn có thể thêm chữ f. Rồi chỗ này chúng ta sẽ demo chỗ này tí xíu, nó hơi có vấn đề. Nếu như mà bạn không khai thì chuyện gì xảy ra? Nếu bạn không khai thì chuyện gì xảy ra? Trong bracket này chúng ta sẽ có một cái bracket mới là buổi 3. Trong buổi 3 này thầy sẽ demo ở chỗ này là slide 2. Này là trang 5 ha. Trang 5. Thầy ghi vậy để cho mình dễ nhìn. Trong này thì các bạn nhớ thêm cho thầy hàm main để mình code. Và mình sẽ khai báo một cái biến in a bằng 5 chấm phẩy long b bằng 7 chấm phẩy. Khi mà các bạn khai báo như vậy cũng không sao, nhưng thường người ta khai báo long người ta thêm chữ l. Bây giờ mình thêm chữ l phía sau thì nó như thế nào? Được chưa? Nhưng nếu như các bạn dùng kiểu plot, kiểu plot c bằng 56.78 chấm phẩy. À, nếu như mình thêm chữ f vô hết. Kiểu double d bằng 56.78 chấm phẩy, không sao. Được chưa? Thì có những cái đặc trưng mà chúng ta cần quan tâm, thì lúc mà chúng ta gán thì chúng ta chú ý chỗ này giúp thầy. Đó là về phần gán giá trị ban đầu, một số cái lưu ý. F kiểu từ nhỏ đến lớn. F từ nhỏ đến lớn. F từ nhỏ đến lớn. Không được F từ lớn về nhỏ. Tại vì sao? Vì khi mình khai báo một cái biến là pi thì chứa con số lớn nhất chiều dương là 127. Mà mình lấy một cái biến in mình gán qua thì đôi khi cái biến in mà nó có giá trị nhỏ thì ok, nhưng mà giá trị 500 đi, mình gán qua cái biến kiểu bay nó đâu có chứa được. Thành ra là không thể ép lớn thành nhỏ mà phải ép nhỏ thành lớn thì ok. Đó là cái chiều của nó từ nhỏ thành lớn. Plot qua double, long, in, bay. Đây là những kiểu dữ liệu liên quan đến kiểu số nguyên. Cho nên nó đi một dãy ha, kiểu nguyên nó đi dãy. Sau đó hết kiểu nguyên, nó đi kêu qua kiểu plot. Plot nó đi qua double. Hai này là kiểu thập phân. Được không? Đó, nó đi một dãy như vậy. Và nó ép kiểu thì nó có những cái quy luật ép kiểu. Một là ép tự nhiên. Hai là mình ép chỉ định. Ép chỉ định ha, tường minh, rõ ràng. Mình ép nó qua. Ví dụ bài toán của chúng ta, bài toán liên quan, ví dụ thầy khai báo A bằng 5, phải thầy khai báo tiếp B bằng 7. Bài toán của mình là bài toán giải phương trình bậc nhất. Giả sử A, B bằng nhập từ bàn phím. Nhanh. Và mình có nghiệm x, thì theo các bạn nghiệm x của mình khai báo biến kiểu gì? Kiểu float hoặc kiểu double. Đúng không? Và khi mình làm những bài tập như thế này nè, ít dùng float. Bởi vì lúc nãy mình thấy float nó sao? Nó khó chịu đúng không?
nó phải có chữ ép. Còn nếu mình khai báo double thì không cần. Vậy thì thôi, mình xài double, mặc dù double nó lớn hơn, nhưng mà mình chỉ ví dụ thôi mà. Em chỉ thử thôi mà, làm gì căng. Khi nào em làm thiệt kêu mới sợ chứ, đúng không? Bây giờ mình làm thử, mình cứ double đi. Rồi, double với x nó sẽ bằng gì? Trừ b chia a. Ok, bây giờ xúc nghiệm ra. Xúc giúp cho thầy theo kiểu này: phương trình a x cộng b bằng không có nghiệm x bằng chấm chấm chấm. Xúc cái câu này ra giúp thầy coi. A này là thay bằng 5 bằng 7. Tùy theo mình nhập bao nhiêu thì mình xúc bấy nhiêu. Đó. Vậy mình có thể làm được cái này không? Xúc ra cái câu này mà nó kèm vô, ví dụ như là phương trình 5x cộng 7 bằng không có nghiệm x bằng. Các bạn nếu mà tự viết ví được không? Rồi, thử gõ trên Zalo giúp thầy, không cần chạy. Gõ trên Zalo này giúp thầy cái coi. Gõ cái lệnh để xuất ra cái này nè. Code trên Zalo nha. Đó. Mình dùng lệnh gì để mình xuất được một cái dòng thông báo giống vậy? Code trên Zalo. Phương trình AX cộng B bằng không có nghiệm X bằng gì gì đó. Mình code làm sao? Các bạn code giúp thầy để tí nữa xem từ ai đúng nha. Lấy điểm cộng cho phần này. Bạn nào đúng thì lấy điểm cộng. Chúng ta có khoảng cỡ 2 phút đi. 2 phút để các bạn gõ. Và cố gắng cả các bạn đều gõ lên đây giúp thầy đúng sai gì. Không mắc gì hết nha. Chỉ có được chứ không có mất. Cho nên không ngại gì mà không làm. Hả? Đấy. Xuất ra câu này nè. Phương trình AX cộng B bằng không có nghiệm chấm chấm chấm. Vậy thì mình dùng let been mình sẽ xuất kiểu gì? Nếu như mà mình dùng let been thì mình dùng lệnh gì để mình xuất cái này? System out print phương trình AX cộng B có nghiệm phần trăm X rất là ok. Rồi bạn nào có ý kiến khác không? Rất tốt. Nhưng mà đừng có quan trọng cuối cùng là em rất tốt mà thầy rất tiếc thôi. Giờ là ok rồi đấy. Nhưng mà tí nữa xem có bạn nào ok hơn không? Mạnh dạn đi nào. Double vẫn xài phần trăm F. Mạnh dạn đi các bạn. Đừng có sợ nghĩ gì gõ đó. Đừng có chạy thử luôn. Thử coi. Rồi, phương trình phần trăm DX cộng phần trăm D bằng không có nghiệm phần trăm F. Ok. Còn gì khác nữa không nè? Mình về đi. À, hay nha. Việc có một cái mới nè. Quốc Kiệt có một cái mới đó.
Phương trình A cộng B có nghiệm bằng cộng với trừ B trên A. Ok. Tất cả mọi người ghi lên giúp thầy nào. Chỉ mới có 4 bạn thôi. Còn những bạn còn lại đâu? Mình dàn lên. Đối với AB là có sự thay đổi nha. AB là nhập từ bàn phím. Ví dụ như cái của mình, A của thầy bằng 5, B của thầy bằng 7 là phương trình 5x cộng 7 bằng không có nghiệm x bằng gì đó. Còn nếu mà nhập A bằng cái số khác thì nó sẽ xuất ra số khác. Phương trình rồi, quá 2 phút ha, các bạn cứ ghi đi. Bây giờ thầy sẽ bắt đầu giải cho các bạn. Thầy đang thấy có hai cách ghi. Một cái là bạn đang dùng printf, một cái là bạn dùng printline. Đó, print. Như vậy thầy sẽ ví dụ cho các bạn hai cách để xuất. Và hiện nay thầy không có check code của các bạn, mà sau khi mà thầy viết xong, các bạn xem lại thử là cái câu mà mình viết lúc nãy á, trước cái dấu trừ này nè, đúng hay sai. Nếu đúng thì trả lời em đúng rồi. Ok. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ có một cái cụm này. Thì chúng ta sẽ dùng S out để chúng ta viết. Trong trường hợp này chúng ta sẽ cái gì cố định thì chúng ta để trong giấy kép. Cái gì là biến thì chúng ta cộng ở ngoài. Ví dụ phương trình A. A này là thay đổi nè. Thì chỗ này mình đóng giấy kép lại cộng với biến A. Cộng với giấy kép x là cố định. Cộng b. B này sao? B là thay đổi. Cho nên cộng với biến b. Cộng với giấy kép bằng không có nghiệm x bằng trong giấy kép cộng chấm này được thay bằng gì? Dư một cái nháy kép. Chấm 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 này thay bằng gì? Thay bằng x. Đây là cách thứ nhất nếu như chúng ta dùng print hoặc là printline. Được chưa? Được không? Rồi. Cách thứ hai. Chúng ta dùng printf. Chú ý giùm thầy. Mình dùng printf và chỗ này mình thay cái câu này vô. Phương trình ax cộng b, a này có phải là thay đổi không? Vậy a kiểu gì? Kiểu in. Định kiểu để xuất kiểu in là phần trăm d. Hỏi những câu hỏi như vậy và mình tự trả lời câu hỏi như vậy thì mình sẽ biết mình làm gì. Ví dụ như chỗ B thay bằng gì? Phần trăm D. Có nghiệm x bằng 3 chấm thay bằng gì? Phần trăm F. Và ở sau này mình muốn xuất A, xuất B và xuất F. Không có chữ ARGS nha.
NetBin 15 nó tự thêm á. Còn 8.1, 8.2 gì là nó không có. Cho nên gõ là gõ A, B, C, X thôi chứ còn không có mấy cái này đâu. Chữ format này cũng không có nha. Rồi. Như vậy chúng ta đã có hai cái cách xuất khác nhau. Nhìn nhé. 5, 7 trừ 5 phần 7 là như ta? Phần 2 đi. Mấy? Trừ 7 phần 2. Ok. Chạy. Dỗ quá. Chuyện gì đây? Vậy sai hay đúng? Sai chỗ nào? À, như vậy thì đã ép rồi đó. Đã ép rồi đó. Mà ép gì? Ép tự nhiên. Ép này là ép tự nhiên. Tự nhiên sao? B kiểu gì? B kiểu in. A kiểu gì? In và in kết hợp lại thì ra in. Là nó tự ép. Mặc dù 7 chia 2 là ra 3.5 mới là đúng. Nhưng mà A in, B in thì kết quả là in. Tức là nó ép kiểu tự động đó. Và nó lấy cái 3 đó, nó gán cho biến x. Mặc dù biến x là double, thì 3 kỷ nguyên gán cho biến x nó thành 3.0. Tự nó ép kiểu rồi đó. Bây giờ mình mới ép nó nè. Bây giờ mình mới đi ép nó nè. Là cái cách ép ở đây, người ta đã giới thiệu cho các bạn nè. Đưa phía trước. Muốn ép kiểu gì thì chỉ định phía trước. Và ở đây chúng ta ép qua cái gì? Double. Được không? Kết quả trừ B trên A ra số là nguyên. Là tự nó ép kiểu. Bây giờ mình ép xem thì nó ra cái gì. Kết quả cũ nha. Kết quả mới 3.5. Được không? Đây là mình ép. Còn mình để nó tự ép thì chắc chắn là B nguyên, A nguyên thì chia ra số kết quả là nguyên. Như vậy mình thấy vấn đề ép kiểu ở chỗ này. Người ta nói là ép kiểu tự động hay là ép kiểu tường minh. Tự động là nó tự ép đó. Đúng rồi, tự động là mình không có gán gì vô hết, mình không có can thiệp gì hết. Nó tự ép. Được chưa? Đó. Như vậy thì phần ép kiểu.